Sáng nay ngày 14 tháng 8, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Thái Bình, 30 tuổi, ngụ phường 3 thành phố Sa Đéc để điều tra xử lý hành vi trộm cắp tài sản và tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng trọ Phú Quý 2 ở xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, lực lượng chức năng phát hiện Bình cất giấu một bọc ma túy đá trong gói thuốc lá. Qua làm việc, Bình khai nhận mua số ma túy trên từ thành phố Hồ Chí Minh từ một thanh niên không rõ tên địa chỉ mang về Sa Đéc thuê phòng trọ sử dụng. Trong quá trình điều tra, Bình còn khai nhận là thủ phạm lấy trộm một laptop tại quán phở ở phường 1 thành phố Sa Đéc vào đầu tháng 8 năm 2017. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm một máy laptop, một gói ma túy đá, một điện thoại di động, một xe máy và tạm giữ hình sự Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.